Mark One số 1 về Mark. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark One và mình là Dương. Hôm nay thì mình xin chia sẻ về trải nghiệm của mình sau một thời gian sử dụng chiếc MacBook Air 2017. Tính đến thời điểm hiện tại thì mình đã sử dụng chiếc MacBook này rơi vào hầm 6 tháng rồi. Nó đã hỗ trợ cho mình trong việc đi học, đi làm như thế nào. Cùng tìm hiểu với mình trong video ngày hôm nay nhé. Lý do mà mình cũng như nhiều người lựa chọn MacBook để sử dụng có lẽ thương hiệu là yếu tố đầu tiên. Không thể phủ nhận, các sản phẩm của Apple luôn được gia công tỉ mỉ, có tính thẩm mỹ cao, chưa kể thời gian hỗ trợ lên đến rất lâu dài. Vậy thì trong tầm giá 20 triệu, với những nhu cầu cơ bản, có lẽ MacBook Air 2017 chính là chiếc máy tính phù hợp nhất đối với bản thân mình. Cảm nhận đầu tiên khi mà mình cầm chiếc máy này lên thì nó đem lại cho mình một thiết kế cực kỳ là tối giản nhưng lại vô cùng sang trọng. Cá nhân mình đánh giá thì đây là thiết kế phù hợp cho cả nam và nữ, bởi vì nó vừa mang lại sự sang trọng, tinh tế, vừa có sự nhẹ nhàng, nhỏ gọn. Mang một thiết kế nhôm nguyên khối unibody, rất khó để tìm được một chiếc laptop nào có tính thẩm mỹ cao và độ bền chắc chắn được như MacBook Air. Thậm chí, máy có thiết kế mỏng nhưng phần bản lề cực kỳ chắc chắn, mình có thể dễ dàng mở ra được bằng một tay như thế này. Với nhu cầu học tập của mình là chủ yếu trên Word, Excel hay PowerPoint, thi thoảng thì mình có thiết kế Lightroom, Photoshop hay Illustrator ở mức nhẹ nhàng thì em nó vẫn đáp ứng một cách cực kỳ là mượt mà. Dường như thì mình không cảm thấy bất cứ độ trễ nào trên các sản phẩm của Apple nói chung cũng như MacBook nói riêng. Mặc dù chỉ được trang bị màn hình HD, tuy không được sắc nét như các dòng MacBook Pro, tuy nhiên MacBook Air vẫn đem lại một hình ảnh cực kỳ chân thực và tươi sáng. Loa thì mình đánh giá ở mức khá, độ to vừa phải, âm thanh ấm, tuy nhiên âm bass và chép vẫn chưa được tách biệt rõ ràng. Về khả năng đồng bộ, nếu bạn đang là người sử dụng cho mình một chiếc iPhone thì... Đây là điện thoại. Xin lỗi. Nếu bạn đang là người sử dụng cho mình một chiếc iPhone thì việc sử dụng thêm MacBook như là hổ mọc thêm cánh vậy đó. Apple đã tạo ra một hệ sinh thái cực kỳ tốt cho người dùng khi việc đồng bộ mọi thứ từ macOS và iOS thông qua iCloud. Mình có thể nhận và trả lời cuộc gọi, tin nhắn trực tiếp ngay trên MacBook khi mình đang làm việc. Ứng dụng mà mình hay sử dụng nhất đó là phần mềm ghi chú. Lúc đi ra ngoài, khi có ý tưởng gì đó, mình chỉ việc nốt trên điện thoại. Khi về nhà, mở MacBook ra là đã có sẵn trên đó rồi. Rất tiện dụng phải không nào? Phần mà mình cảm thấy ấn tượng nhất khi sử dụng chiếc MacBook này đó là thời lượng pin. Các bạn có thể sử dụng chiếc máy này từ 8 đến 10 tiếng là chuyện hết sức bình thường. Thường ngày thì sáng mình lên lớp để học tập, chiều mình lên văn phòng để làm việc thì sau một ngày mới phải cắm sạc. Có những hôm thì mình ngồi chay ý cà phê từ trưa cho đến tận tối mà cũng không phải cắm sạc luôn ấy. Thực sự thì với thiết kế mỏng nhẹ như thế này, tìm đâu ra được một chiếc laptop có thời lượng pin lâu hơn là điều vô cùng khó. Đây là trải nghiệm của mình sau 6 tháng sử dụng chiếc MacBook Air 2017. Hiện thì máy đang có giá bán cực kỳ tốt tại cửa hàng Mark One cho cả hàng New và Line New. Link thì mình sẽ để ở phần dưới mô tả nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.